Cô chào các em. Cô rất vui khi đồng hành cùng các em trong tiết toán ngày hôm nay. Chúng ta sẽ đi học bài luyện tập trung để giúp các em nhớ lại các kiến thức đã học. Cô chào chúng ta cùng chơi trò chơi mang tên thử bài toán học. Ở trò chơi này, cô có 4 bài toán. Các em đã sẵn sàng chưa? Cô có câu số 1. Trong các số 5361, 5413, 5655, 5431, số chia hết cho 5 là A 5413, B 5655, C 5431, D 5361. Và bài toán này các em nhớ lại cho cô dấu hiệu chia hết cho 5. Các số có tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5. Vậy đáp án đúng của cô đó là 5655. Câu số 2. Phân số nào dưới đây bằng 4/10? A 12/5, B 18/10, C 8/20, D 2/15. Để tìm ra phân số bằng 4/10, cô sẽ thực hiện phép tính nhân. Cô lấy 4 nhân với 2 thì bằng 8, 10 nhân với 2 bằng 20. Vậy đáp án đúng của cô đó là đáp án C 8/20. Câu số 3. An có 3 viên bi màu đỏ, 3 viên bi màu xanh và 3 viên bi màu vàng. Phân số chỉ phần các viên bi màu xanh trong số viên bi của An là A 3/3, B 3/6, C 3/9, D 6/9. Và bài toán này các em lưu ý cô đi tìm phân số chỉ phần các viên bi màu xanh trong số viên bi của An. Vậy số viên bi màu xanh là 3, số viên bi của An là 9. Vậy đáp án của cô đó là đáp án C 3/9. Câu số 4. Trong các phân số 10/7, 10/10, 7/7, 7/9, phân số nào bé hơn 1? A 10/7, B 10/10, C 7/7, D 7/9. Để tìm ra phân số nào bé hơn 1 thì các em nhớ lại cho cô ghi nhớ phân số nào có tử số bé hơn mẫu số thì phân số đó bé hơn 1. Và đáp án của cô đó là đáp án D 7/9. Cô có bài toán số 2 đặt tính nổi tính. Ở bài toán này cô cùng các em đi thực hiện 4 phép tính cộng trừ nhân chia. Các em hướng mắt vào màn hình để xem cô thực hiện các phép tính này nhé. A nhỏ 54.837 cộng 49.508. Và phép cộng này các em lưu ý dùng cô là cách đặt tính sao cho thẳng hàng. Kết quả của cô đó là 104.345. B nhỏ 592.306. Đây là một phép nhân số tự nhiên. Các em lưu ý dùng cô đó là cách đặt tính ở tiếp viên thứ nhất, tiếp viên thứ hai và tiếp viên thứ ba. Và kết quả của cô đó là 181.152. C nhỏ 964.751 trừ 71.946. Kết quả của cô đó là 892.805. C nhỏ 18.190 chia 215. Cô thực hiện phép tính này như sau. Cô lấy 1.849, cô chia cho 215, cô được kết quả là 8. Cô lấy 8 nhân với 215, cô ra được kết quả là 1.720. Cô lấy 1.849 trừ 1.720 và cô được kết quả đó là 129. Cô hạ không xuống, cô chia tiếp và được 6. Cô lấy 6 nhân với 215 là kết quả là 1.290. Cô trừ đi và bằng 0. Vậy kết quả của phép chia này
là 86. Cô có bài toán số 3 cho hình chữ nhật ABCD có chiều dài 12 cm, có chiều rộng 5 cm, nối đỉnh A với trung điểm N của cạnh DC, nối đỉnh C với trung điểm M của cạnh AB. Cho biết hình tứ giác AMCN là hình bình hành có chiều cao MN bằng chiều rộng của hình chữ nhật. A nhỏ, giải thích tại sao đoạn thẳng AN và MC song song và bằng nhau. B nhỏ, diện tích hình chữ nhật ABCD gấp mấy lần diện tích của hình bình hành AMCN. Cô cho các em thời gian suy nghĩ 1 phút, bắt đầu. Các em đã tìm ra câu trả lời của bài toán này chưa? Chúng ta cùng hướng mắt lên màn hình để xem cô làm bài toán này nhé. A nhỏ, các đoạn thẳng AN và MC là hai cạnh đối diện nhau của hình bình hành AMCN, nhìn chúng song song và bằng nhau. B nhỏ, vậy để biết diện tích hình chữ nhật gấp mấy lần diện tích hình bình hành thì đầu tiên chúng ta đi tính diện tích hình chữ nhật ABCD nè. Công thức tính diện tích hình chữ nhật đó là lấy chiều dài nhân với chiều rộng, cô lấy 12 nhân với 5 bằng 60 cm². Vì N là trung điểm của DC nên độ dài DC là, cô lấy 12 chia cho 2 bằng 6 cm. Tính diện tích hình bình hành AMCN nè. Công thức tính diện tích hình bình hành đó là độ dài đáy nhân với chiều cao, cô lấy 6 nhân với 5 bằng 30 cm². Vậy để biết diện tích hình chữ nhật mấy lần diện tích hình bình hành, cô lấy diện tích của hình chữ nhật là 60, cô chia cho diện tích của hình bình hành là 30 và cô được kết quả là 2. Kết luận, vậy diện tích hình chữ nhật ABCD gấp 2 lần diện tích của hình bình hành AMCN. Cô vừa hướng dẫn các em làm 3 bài toán vậy để các em khắc sâu kiến thức của bài ngày hôm nay. Các em mở sách giáo khoa trang 124, 125 để làm bài tập số 1, 2, 3 vào vở rèn luyện giúp cô nhé. Hẹn gặp lại các em vào tiết toán ngày hôm sau.